Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip anh em ơi. Thì hôm nay thì đợi trời tối mới quay clip cho anh em xem được nha. Tại vì hôm nay mình sẽ test đèn, cái loại bóng đèn rẻ quay game ẹt với GS đồ bên mình nha. Đó thì được rồi, mình có chụp hình đó. Lên cái ốp với mình quay phim đó, mấy anh em hỏi về cái bóng đèn này. Những đèn này thì loại rẻ, loại trăm mấy thôi. Để mình để lắp ráp tại tiệm thôi anh em ơi. Anh em nào gần thì lại tiệm mình để lắp ráp nha. Còn đây là cái khung ép bản số Titan nha. Mấy em gài anh em lại tiệm cũng ép nhiều á, nhiều dữ lắm luôn á. Tại vì mình test đèn led thì mình đợi tối gì nào rồi mình đóng cửa lại mình test cho anh em xem. Thì anh em nào có mua thì mình sẽ ship cho anh em luôn nha anh em. Đó thì anh em nào đặt hàng thì qua bên gì trang fanpage mình để dưới phần mô tả. Thì nói chung là bán không có lợi lắm gì chân á, bán cho anh em này kia xài chơi, chứ đa số cái bóng này là mình gắn tại tiệm, gắn tại tiệm để anh em biết sao. Đa số mình gắn lại tiệm để mình lấy thêm tiền công, nó có lợi thêm tiền công. Chứ bóng này thường thường là loại bóng rẻ, bán không có lợi anh em ơi. Tại vì gắn tại tiệm để lấy tiền công này kia thôi. À, đạn số này kia, nói chung là đạn số trong kia mình còn nhiều lắm, mình bỏ trong cái kho của mình. Mình dục tà lâm tà la nhân nhông sinh dễ nào nghe anh em. Nói chung vậy, bên mình xài cái bộ nhông sinh dễ mấy cái loại này nè. Ngon lắm. Anh em xài rất là nhiều, mấy năm nay xài nó không có bị giật trục chặt gì nha anh em. Bây giờ mình sẽ khép cái cửa này, cái mình tắt đèn đèn led ở trên cái máy quay của mình ha, để mình test cho anh em xem. Thì cái loại này á, thì hàng rẻ thì nó có loại quay game GS với gì ta gắn cho ẹt 135 rồi được luôn nha anh em. Đó ở đây á, thì mình có cái bình nè, cái bình này để mình xúc kim phun những cái dòng xe FI cho anh em á, xe tay ga, xe ẹt 150 này kia, nói chung là để dành kim phun anh em ơi. Đó bây giờ hồi nãy mà mình kích sạc lên tí xíu nè cho nó đủ bình, tại vì bình này nó hư rồi nghe anh em, nó không có cầm hơi. Nó xúc kim phun thì chừng nào xúc á thì mình sẽ sạc lên tí vậy đó để kích, chứ không có gỡ cái bình ở trong chiếc xe của chủ xe ra để xúc kim phun của anh ta, gỡ ra gỡ vô biết hư của anh ta nha. Nó mà những mình thay những cái bình hư nào mà còn cầm hơi tí vậy đó, bình này sạc á là để chút xíu là nó hết điện rồi anh em ơi. Đó, nhưng mà mình xúc kim phun được. Bây giờ mình sẽ mở cái loại này mà của thằng The Game ra nha, cho nó dễ nha anh em. Loại này loại hai tim á nha, loại hai tim. Đó, xong cái chừng nào mình test mình tắt cái đèn led ở trên cái máy quay mình ha. Đây, ok. Đó. Test cho anh em xem. Anh em nào ở gần á thì lại mình gắn ha, thì cái loại này á, cái hàng này á anh em ơi, thì mình xài cho cái gì ta? Gì ta? Mình tính nói gì ta? Thì nó xài ba gian gì nè, thì mình rút ra đựng mình thử ở đây cho anh em nó dễ. Đó, cho anh em dễ này kia, chứ lấy cái bóng GS này kia rồi câu dây ra tùm lum cho anh em ơi. Đây. Bóng hàng rẻ nha. Nhìn sáng lắm nha, mình có test rồi nha anh em. Rồi, giờ mình câu qua bên đây một cái rồi mình sẽ tắt cái đèn led để cho anh em xem cái ánh sáng nó như thế nào ha. Đó, đây cọc trừ, đây là cọc cộng của cái bình. Đó, xanh á thì mình sẽ đút vô trừ nha anh em. Xanh mình sẽ đút vô trừ. Đó, và hai cái cộng này là cốt pha thì mình đút ở bên cọc cộng. Giờ mình sẽ tắt cái đèn led ở trên cái máy quay của mình rồi mình test cho anh em xem ha. Ờ, ok. Rồi mình test cho anh em xem nha. Để mình ghim vô ở đây. Ghim một bên trừ và một bên cộng nha anh em. Ghim vào. Dây. Đó, anh em thấy sáng không? Tim này là tim cốt nha anh em. Siêu sáng. Đó, một tim nha. Anh em thấy nè. Sáng ghê không? Sáng như lắm sáng nha. Rồi giờ mình sẽ gắn luôn cái tim ở bên đây là bên dây pha đó. Đây. Đó, là nó cháy hai tim, anh em thấy sáng không? Cực kỳ đỉnh sáng luôn nha. Đó. Để mình để đây mình cầm cái máy quay lên cho anh em xem. Cái này là hai tim. Gáp rất là sáng, mình có test rồi. Đây. Em thấy sáng ghê không? Sáng dữ lắm sáng luôn nha. Đó. Đang sử dụng là cái tim ở bên tim pha nha anh em. Sáng dữ lắm. Rồi. Thấy không? Cái này có chá đèn đút vô là sáng banh sát luôn nha. Đó thì cái đèn này á thì mình sử dụng cho điện lửa bình nha anh em. Thì mình đang câu lửa bình là anh em biết là sử dụng cho lửa bình nha. Chứ nó không có xài lửa máy được nha anh em. Xài lửa máy anh em biết sao, lửa máy đâu có điều đâu. Đó, khi anh em mà gắp cái bóng đèn này vô xe thì mình phải chuyển qua bên lửa bình. Đó, nói chung là mình ngắt cái cọng dây từ ở dưới mâm đèn đi lên. Đó là mình câu cái cọng dây sau ổ khóa.
đó vào cái chỗ cái công tắc cái đường lên công tắc cửa đèn ha. Nói chung là cái đây này mình có làm clip hướng dẫn cho anh em chuyển sang lửa bình để xài đèn led như thế nào ha. Thì những cái bóng đèn led đó, thì anh em mà nào giờ anh em chơi xe hoặc xài bóng led anh em cũng biết rồi, bóng led luôn lúc nào á là nó cũng nhẹ điện hơn cái bóng halogen đó. Halogen thì anh em xài cao qua lửa bình thì nó nhanh hết bình nha anh em, thường thường gọi là bóng dây tóc đó đó. Còn đèn led thì nó sử dụng cho cái lửa bình này thì nó rất là ok đó, bóng sáng cực kỳ sáng luôn đó. Để đây quay xung quanh tiệm cho anh em xem nè, để quay nghe anh em thấy không, sáng ghê không đó, sáng ghê không. Ý là chưa vô chá đèn đó nha, vô cái chá đèn rồi á là nó sẽ là phản xạ ra nữa nha anh em. Đó, anh em thấy đã không, sáng quá sáng luôn, quá êm luôn. Thấy không anh em, giờ mới dưới nè ở rồi ok. Thì anh em nào á, thì gần đây á, thì game hay Exeter này kia muốn xài á, thì qua bên mình gáp mình lấy tiền công này kia nó ok hơn anh em ơi, chứ bán thì chia lại cho anh em xài thôi chứ không có lời nghe anh em. Thì anh em mà lại tiệm á, thì mình câu mình có thêm được tiền công thì cũng được ly cà phê với gói thuốc hút này kia vậy đó. Đó, tiệm này kia tại vì mình thấy mình cũng ok, những cái bóng này xài cũng ngon, mình thấy cũng sáng rồi ok. Anh em nào gần đây muốn lắp thì lại mình ha. Rồi ok, còn anh em nào muốn mua thì mình sẽ liên hệ với mình trang fanpage với phần mô tả thì mình chia lại cho anh em này kia xài chơi, chứ đa số là cái bóng này mình chỉ lắp tại tiệm thôi nghe anh em. Đó, lấy tiền công uống cà phê này kia chơi thôi. Đó, rồi ok, với câu lửa bình chuyển lửa bình nha, gắn đèn led này là phải chuyển lửa bình nha, chứ không có xài lửa máy được nghe anh em. Xài lửa máy là nó gì, nó không có điều máy, kia anh em nổ máy lên rồi mở đèn á là cái nó chập chờn là nó bị hư bóng led nha. Luôn nào bóng led là không có sử dụng được cho lửa máy, nói chung là vậy rồi. Ok, anh em nào muốn lắp thì gần kế bên thì lại tiệm mình lắp ha, sáng ghê chưa, vô chá đèn còn dữ nữa nghe, vô chá đèn gum đã lắm à. Rồi tạm biệt anh em.